Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái series hướng dẫn về chia sẻ một số kinh nghiệm photo in ấn. Và hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn một cái cách mà thiết kế những cái card đơn giản nhất hoặc là thiết kế card theo mẫu mà khách hàng gửi qua. Thì chúng ta làm sao để cho những cái card nó càng nhanh khi mà đối với những cái card mà nó không cần cầu kỳ về giống như về màu sắc hay về nhận diện thương hiệu. Thì nó mình thì mình nghĩ theo mình nghĩ thì các bạn nên làm càng đơn giản thì nó sẽ tốt hơn cho mình, nó sẽ tránh mất thời gian của mình. Thì đa số hầu như cái mẫu card của mình thì đa số là thiết kế là miễn phí cả, nên do đó các bạn làm sao để nó vừa hợp lý mà nó lại vừa nói chung là cũng tương đối là ổn cho khách hàng. Bây giờ mình sẽ thao tác cho các bạn xem cái cách mà mình hay làm để thiết kế mỗi card zip nhé. Thứ nhất là các bạn thấy ở đây là có cái chị này chỉ có gửi cho mình, cái khách hàng này có gửi cho mình một cái mẫu cái card. Card này là cái card lúc trước mà của chị đã có rồi nè. Và đây là cái mặt sau. Và đây cái mặt sau. Và đây là cái mặt trước. Thì bây giờ mình sẽ design như sau. Thứ nhất, các bạn sẽ copy cái hình này nè. Các bạn copy, các bạn bỏ vào trong Corel. Thì ở đây mình đã copy rồi, đúng không? Vào Corel. Sau đó các bạn sẽ xử lý cái thông tin. Xử lý thông tin, tức là các bạn sẽ lấy hết tất cả thông tin này, các bạn sẽ đánh lại. Thì ở đây mình đã chuẩn bị hết một số thông tin đây rồi, mình đã đánh hết rồi thông tin. Tuy nhiên cái tên của khách hàng này sẽ thay đổi nè, do đó là mình sẽ chậm nữa sẽ thay đổi tên khách hàng luôn. Rồi bây giờ đối với một cái kích thước mà card nó in offset á, thì kích thước của nó là 90-55, thì các bạn sử dụng Corel, trên phần mềm Corel các bạn thiết kế thì mình nghĩ nó sẽ đơn giản hơn cho tất cả các bạn. Các bạn vào trong cái rectangle tool này, hoặc các bạn bấm F6 thì vô trong cái hình, các bạn vẽ một cái hình như thế này. Rồi sau đó các bạn chọn kích thước là 90, tức là ngang 90. Ở đây mình đang sử dụng kích thước mm, do đó là các bạn sẽ sử dụng là 90. Tiếp đến ở phía dòng cao, tức là cái chiều cao của nó là 55, tức là 5,5 cm á, hoặc là 9 cm. Rồi các bạn sẽ đây là một cái kích thước card mà mình nghĩ là nó chuẩn theo kích thước đi in offset, tức là 90-55. Còn nếu mà các bạn mà in mà để cắt bằng cái máy cắt card tự động á, thì các bạn sẽ sử dụng kích thước là 93-57. Các bạn nhớ nha, kích thước là 93-57. Đây các bạn hình dung chưa, tức là khi mà các bạn sử dụng card mà để cắt card tự động á, thì kích thước nó là 93-57, đến khi mà bỏ vô cái card cắt á, thì nó sẽ cắt cái phần này đi, cái phần trống nhỏ này nó sẽ cắt đi và nó sẽ còn lại kích thước là 90-55 ha. Các bạn hình dung rồi ha. Rồi bây giờ là bây giờ cái màu, nếu mà các bạn khách hàng yêu cầu là lấy luôn giống màu bên này thì các bạn làm thế nào, tức là mình sẽ cũng sẽ lấy tương tự thôi, chứ các bạn cũng đừng nên lấy hết 100%, tại vì những cái card này mình nghĩ cái card cũng đơn giản. Thì do đó là các bạn nên là các bạn muốn copy cái màu của bên cái card này, các bạn bỏ qua thì các bạn sử dụng cái phần color eyedrop rover tool này. Đây nè, các bạn sẽ thấy cái hình có cái cây ống hút, các bạn hút vào đây, các bạn lít vào nó và các bạn đưa tới cái màu các bạn cần. Tức là khi cái này là cái màu đang là cái màu của CMYK, các bạn thấy nó hiện lên vào CMYK, đây là CMYK. Còn nếu mà các bạn muốn là cái màu này nó thành là màu xin lỗi các bạn, hồi nãy nó làm em màu RGB, RGB tức là cái hệ ba màu đó, tức là cái hệ màu này là thường dùng cho hình ảnh ảnh web nữa, thì nó thầy sử dụng hệ màu này. Còn nếu các bạn sử dụng cái màu trong in ấn thì màu CMYK, thì các bạn sẽ chuyển cái màu của cái hình này thành cái màu CMYK. Thì các bạn muốn chuyển mình hình CMYK thì các bạn click vào hình và các bạn chọn bitmap này, trên đây nè, bitmap. Các bạn chọn xuống. Các bạn chọn xuống cái phần border. Rồi các bạn kéo qua. Ở đây các bạn thấy nó xả xuống là các bạn chọn vào cái hệ CMYK. Thì đây là các bạn sẽ thấy cái màu nó hơi sầm lại chút, đây là cái màu CMYK. Các bạn dùng cái cây ống hút, các bạn mở lại cái hút này, các bạn thấy chưa, nó hiện ra CMYK, tức là màu cyan nó là 38, màu magenta nó là 29 và màu vàng nó là 39, còn màu đen của nó là 0. Đấy, các bạn thấy hệ số màu không, các bạn bây giờ các bạn biết đọc hệ số màu không,
mỗi cái hệ số màu nó khác nhau, các bạn sẽ thấy nó di chuyển khác nhau. Các bạn muốn lấy cái vùng này thì các bạn sau đó các bạn trái chuột, thì khi này nó sẽ hiện ra một cái thùng sơn, rồi các bạn mới kéo chỏ chuột tới ngay chỗ cái vùng mà các bạn muốn thả đó. Thì các bạn sẽ thấy đây nè, ở đây nó có hai dạng. Một dạng á, khi mà lít vô tới vậy, các bạn thấy cái hình vuông ở ngoài nó có một cái lằn đen ở ngoài á, tức là nó đây là nó đổ màu cho cái đường viền. Còn nếu mà các bạn vô đây các bạn thấy nó nguyên một màu khối luôn, tức là đây là nó đang đổ màu cho cái khối ở nơi trong nè. Rồi các bạn lít trái chuột đó, thì bây giờ các bạn đã lấy được cái phần của cái màu của bên đây qua. Còn ở đây là phần màu trắng và cái màu xanh đậm. Rồi các bạn sẽ kẻ một cái phần màu trắng ở đây. Này, ở đây các bạn tô màu trắng. Rồi một phần nữa các bạn sẽ tô màu xanh. Đây là ba cái màu mà khách hàng đã đưa cho mình này. À, thì bây giờ mình sẽ đưa vào xử lý thông tin như cái cạc của khách hàng, tức là đây tên nè, công ty hồi nãy mình đánh rồi. Thì bây giờ các bạn đưa những cái nội dung này vào. Nếu mà nó nằm ở dưới các bạn bấm Ctrl up. Các bạn save lại. Các bạn làm ở đâu các bạn nên save lại nha. Để tránh nó trong quá trình mình làm nó bị mất điện hay gì đó thì mình tránh đây, do đó là mình sẽ đưa lên. Rồi ở đây khách hàng cần cho nó màu đỏ, các bạn sẽ thấy nè, đúng không, đây màu đỏ nè, màu đỏ chữ tô đậm. Bây giờ các bạn thiết kế càng là các bạn cứ đưa vô hết rồi xong các bạn chỉnh một lần, các bạn đừng có chỉnh nãy ha. Các bạn đưa vào, ở đây còn thiếu cái chữ anh Falipit này, các bạn đánh vào luôn. Rồi, các bạn cứ đưa hết cái chữ vào, sau đó chúng ta sẽ chỉnh lại thì nó sẽ nhanh được cái khâu phần thiết kế kẹt của các bạn. Đó, chúng ta cứ hình dung là chúng ta sẽ đưa vào trong cái tổng thể trước. Đây hồi nãy mình đánh cái kiểu chữ nó in hoa hết, thì các bạn bây giờ muốn cho nó vào kiểu chữ đầu chữ hoa thì các bạn lít bôi đen hết, các bạn lít để ô chuột vào, các bạn lít trái chuột, sau đó các bạn mình xuống phần cái change care và các bạn chọn vào trong đây này, đó, chọn lên nó sẽ ra. À, mình nghĩ nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì hết. Rồi các bạn cứ hình dung, các bạn đưa cái thẻ vào vào. Sau đó các bạn sẽ đưa cái website vào. Tiếp đúng không? Ở trên đây là cái tên của người ta này. Cái tên và cái số điện thoại xuống đây. Các bạn cứ khi các bạn làm, các bạn cứ đưa vào trong, các bạn cứ ước lượng trong cái mẫu thế này này, đúng chưa? Rồi các bạn cứ ước lượng hết đi, rồi sau đó chụp nữa hết, các bạn sẽ căn chỉnh lại một lần nữa thì nó sẽ xong và nó sẽ nhanh hơn. Rồi bây giờ tới phiên phần logo. Phần logo nếu mà khách hàng chưa đưa thì đây là những cái công ty lớn, thì các bạn lên mạng các bạn search là logo. Thì nó sẽ hiện ra đây là những cái công ty lớn. Oh, sorry. Mình đánh lộn không ra.
đây là cái logo của người ta nè. Khi mà chọn hình đợt trước mình cũng đã nói rồi đúng không? Tức là mình các bạn sẽ chọn những cái hình có cái dung lượng kích thước lớn. Ở đây nè các bạn sẽ thấy đây là cái dung lượng, đây là 960. Các bạn thấy hiển số chưa? 960, 960, đây là hình vuông nè. Ở đây có 170 à. Thì các hình càng lớn thì nó sẽ càng nét. Các bạn chú ý nha, hình mà nó càng lớn thì nó sẽ càng nét. Do đó các bạn nên chọn cho mình là những cái hình lớn hoặc là những hình PNG. Các bạn sẽ thấy đây là có cái hình PNG, bây giờ mình download mình save lưu lại. Đối với hình PNG thì các bạn sẽ lưu lại trong một cái máy, trên chỗ máy rồi lưu lại trong máy rồi các bạn mới kéo, các bạn bỏ vô trong Corel thì nó sẽ không có cái nền đen. Như vậy thì đây nó có cái nền đen và cái hình nó rất là bể. Do đó là mình sẽ chọn lại những cái hình, cái hình nào nó có thước dung lượng lớn để mình cắt cái hình nó ra. Đây cái hình này nha, cái hình này rồi. Rồi bây giờ các bạn thấy đây cái hình này nó có một cái nền. Cái nền thì đây nó có hai cái dạng. Nó có hai cái dạng, đối với một số cái đơn giản thì mình có thể cắt ở trên Corel luôn. Ở đây mình sẽ thấy nó có những cái đơn giản mình sẽ cắt trên Corel luôn, cho các bạn hình dung thấy nè. Cắt trên Corel ha, các bạn chọn hình nè, các bạn chọn vào cái viết pen tool nè. Rồi, các bạn đầu cái đưa. Các bạn vẽ theo. Các bạn vẽ theo, đối với đây đường cong á, mà các bạn muốn làm đường cong á cho nó mịn thì các bạn giữ kéo ra, rồi sau đó các bạn bấm underlap và các bạn đưa vào cái mũi bút chì nè, vào trong đây nè, các bạn nó sẽ thấy không, cái nút nốt á các bạn thả ra thì nó sẽ trở về bình thường. Còn nếu mà các bạn muốn chỗ này đường đến đây đường cong á, các bạn kéo đường xong các bạn kéo rồi bấm underlap giữ đó, như thế đó. Thì các bạn cứ tập cái thao tác này cho nó nhanh nhuyễn thì các bạn tắt xử lý những cái hình thức phía sau thì nó rất là nhanh. Ở đây là những cái hình đường cong nó rất là dài ha, do đó mình sẽ vẽ theo đường cong, sau đó mình sẽ bấm nút Analyze và chọn lại cái đối tượng mới vẽ. Còn nếu không có thì các bạn có thể lít từng nấc nhỏ một cũng được. Còn đối với những bạn nào mà có thể là tách nền được ở trên Photoshop thì các bạn vô làm Photoshop thì nhanh hơn. Tại đây mình đang làm cho các bạn xem, thành do đó là mình sẽ sử dụng Corel, mình sẽ tách một số cái chất đơn giản cho các bạn thấy để các bạn có thể là vận dụng trên Corel các bạn làm được luôn. Đây. Đối với đây đường cong, nếu các bạn không có chưa diễn đường cong thì các bạn có thể lít từng điểm nhỏ nhỏ như này thì nó vẫn có nối lại, các bạn nhìn thấy nó vẫn mượt ha. Còn nếu mà bạn nào đã quen vẽ đường cong thì để cho nó nhuyễn hơn thì các bạn cứ thao tác nha. Các bạn lít, đối với các bạn chưa biết thì các bạn lít càng ngắn điểm thì cái nét vẽ của chúng ta ra nó rất là nhuyễn. Đây là cái trường hợp mà người khách hàng họ không có đưa cái logo qua, do đó mình sẽ tìm cái logo, mình sẽ vẽ, mình sẽ tách cái nền của logo của khách hàng của cái công ty đó. Rồi tới đây các bạn sẽ cho nó giác điểm, rồi sau đó các bạn sẽ chọn hai đối tượng này với cái đối tượng hình. Khi mà chọn hai đối tượng rồi các bạn sẽ thấy trên đây nó có sơ hiện ra một cái dãy này. Là các bạn sẽ tìm hiểu là phần web stream và interest thì mình sẽ chọn interest để mình cắt cái khuôn viên trong cái vòng mà mình vừa chọn đó. Là các bạn giờ các bạn sẽ thấy nè. Đây đúng không? Các bạn sẽ thấy đây. Tuy nhiên là các bạn đừng có bỏ cái viền ở ngoài, cái viền mình đang vẽ hồi nãy các bạn đưa. Mục đích để làm gì? Mục đích là mình để mình tô cái viền này cho nó thành màu trắng. Và các bạn nâng cái viền này lên để khi mình đưa vô thì nó sẽ thấy được là một cái viền trắng xung quanh của cái logo, thì nhìn cái logo nó sẽ nổi lên. Đây, bây giờ các bạn thấy chưa? Ha, đây logo nổi lên. Tuy nhiên các bạn thấy là khi mà đưa vô nhỏ thì cái logo nó sẽ, cái đường này sẽ lớn. Không sao, các bạn cứ đưa vào và các bạn hạ cái này xuống lại. Rồi, đó giờ các bạn thấy chưa? Các bạn hạ thêm chút nữa cho nó nhuyễn, các bạn thấy là lớn quá.
Rồi. Đây. Đây. Nếu các bạn cắt càng tỉ mỉ thì cái logo nó càng đẹp. Rồi bây giờ đến khi cái phần này hầu như là bây giờ là chúng ta đã gần giống như gần hoàn thiện rồi đúng không? Bây giờ các bạn nè. Nếu các bạn đúng không? Cái cỡ chữ thế này là cỡ chữ mới có 6 máy. Thì ở đây đang sử dụng cái phông là của Arial. Các bạn có thể chọn những cái phông khác, có thể là nhiều cái phông khác. Nó sẽ cho ra cái nét chữ nó sẽ đậm hơn và nó sẽ to hơn, kích cỡ chữ to hơn. Các bạn làm sao khi thiết kế một cái cạc zip thì các bạn cố gắng làm sao mà trình bày những cái chữ của khách hàng làm sao cho dễ thấy. Tại vì cạc zip là cần phải đưa những chính xác cái nội dung. Thì tất cả các chữ này làm sao khi mình nhìn vào này mình sẽ dễ đọc chữ. Ví dụ ở đây nè, những cái chữ của cái website nó hơi cao đúng không? Thường cái mẫu chữ đó như vậy thì mình rất là dễ đọc. Do đó thì các bạn sẽ tránh tình trạng là đừng kéo chữ quá giãn. Nếu vậy thì sẽ gây tình trạng nó biến đổi hoặc là cái khó đọc khi một khách hàng. Hoặc nếu cái cỡ chữ đó nó không phù hợp thì các bạn có thể chọn những cỡ chữ khác. Thì ở trong nguyên ở trong một cái phông chữ của mình thì nó rất là nhiều chữ. Do đó là các bạn có thể chọn những phông khác làm sao mà để cho nó bự cái phông chữ cho cái thằng dưới đầu đây này, thấy không? Các bạn thấy bây giờ nếu ở đây phương tiện máy thôi là cỡ chữ đó, nhìn cái thằng nó rất là dễ đọc. Rồi đối với cái này á, nếu mà các bạn thấy còn trống thì các bạn có thể đưa đây hoặc các bạn kéo giãn từng ô như thế, từng dòng cái này, để kéo giãn từng dòng cái này là các bạn lít vào cái chữ này, nguyên cái bộ chữ này cho đây nè. Đây này, nguyên cái nội dung chữ các bạn vào chọn vào trong cái sát tool hoặc là các bạn bấm F10 thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có nè. Thứ nhất là kéo dọc xuống nè, ở đây là kéo giãn ra nè, các bạn thấy chưa? Đó, các bạn có thể điều chỉnh thêm hai cái phần này để cho cái giữa hai cái ô chữ nè nó rộng ra. Rồi đây, rồi các bạn kéo xuống như thế này. Ở trên đây thì các bạn kéo cho cái màu trắng này nó kéo xuống một chút để cho khi mà mình sẽ đưa cái phần cái tên này xuống. Thì cái tên này các bạn cũng có thể đổi chữ đi. Ở đây cái chữ đỏ xanh. Đỏ xanh thì đây nó có hai dạng. Một là các bạn sẽ tách hai cái phần này ra. Hai là các bạn sẽ tô từng đích vào đối tượng, các bạn tô. Ha, đích vào đối tượng là tô. Hai. Cái thứ nhất, cái thứ hai là các bạn sẽ tách hai phần này riêng ra. Để tách hai phần này riêng ra, các bạn bấm Ctrl K. Ctrl và cái phím K ở trên bàn phím thì nó sẽ tách hai cái phần này ra này. Để các bạn sẽ thấy nó sẽ tách hai cái phần này ra và sau đó chúng ta sẽ tô. Mục đích là để chúng ta di chuyển thôi. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là trên cái nền này thì để chữ màu đỏ thì nó sẽ hơi chìm một chút, do đó các bạn sẽ cho mình một cái viền màu trắng. Để tô cái viền màu trắng là các bạn sẽ lít vào cái chữ cần tô viền màu trắng và các bạn đưa vào tới cái bảng màu và các bạn lít phải chuột thì nó sẽ tô ra màu trắng này. Các bạn sẽ thấy là khi đó là cái chữ nó sẽ nổi lên. Còn đây là cái chữ này nó muốn họ muốn cái chữ màu xanh theo dưới đây thì các bạn dưới đây nè, khi mà đối với Corel X7 thì nó đã có cái màu dưới đây, là các bạn chọn đây. Và các bạn cũng cho mình cái đường cái viền màu trắng để cho nó nổi lên. Và để cho hai cái chữ trên và chữ dưới nó cân bằng với nhau thì các bạn chọn, nếu mà các bạn muốn chữ dưới mà nó cân theo cái chữ trên thì các bạn chọn chữ dưới trước, sau đó các bạn chọn chữ trên, nhấn Shift chọn chữ trên và các bạn bấm chữ C cho mình thì cái chữ dưới nó sẽ cân theo chữ C. Nào, ví dụ đây mình chưa biết là cái tên này nó có thẳng dưới lại cái nền này chưa, thì ở đó mình sẽ chọn hai cái này, cái số điện thoại với cái tên, và sau đó mình chọn tiếp luôn cái nền và sau đó mình bấm chữ C thì các bạn sẽ thấy là cái chữ này nó sẽ lệch, nó sẽ cân theo cái nền. Do đó nó để tách ra thì các bạn cứ làm như mình hồi nãy đó nha, bấm Ctrl K. Và đây các bạn sẽ thấy là có người ta sẽ kéo ra hết. Nói chung cái cạc xích này nó cũng không có cầu kỳ lắm, nên do đó là mình này muốn canh chữ alpha limit trước cái dòng trên thì mình sẽ chọn cái alpha limit trước, sau đó mình sẽ chọn cái dòng trên, bấm chữ C rồi nó sẽ vào.
Rồi sau khi mình canh chỉnh xong hết rồi đúng không? Mình canh chỉnh xong hết rồi. Rồi thì bây giờ tới đây coi như là cái phần một cái kẹt visit và theo mẫu của khách hàng đã xong rồi. Các bạn thấy chưa? Thấy hình dung chưa? Chỉ cần ở đây còn mình sẽ thêm chỉnh thêm một số cái nữa, là ví dụ cái chữ này màu đỏ thôi. Chữ này màu đỏ thì cũng đơn giản. Chữ này màu đỏ thì chúng ta cứ 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 tô, cứ tô màu đỏ chúng ta lưu lên thôi. À, đơn giản. Rồi. Rồi sau khi hoàn thiện xong cái card visit theo mẫu của khách hàng thì bây giờ các bạn sẽ xuất ra một cái file hình. Ngoài việc là lưu cái file này rồi, đúng rồi, nãy chúng ta đã lưu cái file này rồi, bây giờ mình sẽ xuất ra một cái file hình để mục đích là mình sẽ gửi cái file này qua lại bên bên Zalo cho khách hàng coi. Thì để xuất file hình các bạn sẽ chọn hết cái file thiết kế nè, bạn chọn hết luôn, các bạn dùng con chỏ chuột giữ trái chuột và quét hết vùng chọn nè. Sau đó các bạn vào file, các bạn chọn vào cái export tức là Ctrl E đó, rồi sẽ các bạn đặt cái tên file, ví dụ đây là card email, nội dung đó là file hình. Thì đây có hai dạng, nếu mà các bạn ở dưới đây nè, các bạn sẽ thấy là có chữ select on. Nếu mà các bạn không chọn vào cái mục select on á, tức là nó sẽ xuất file hình trên toàn bộ cái background của Corel luôn, tức là trên Corel nó có cái gì thì nó sẽ xuất ra hết luôn, chung luôn. Còn nếu các bạn chọn select on, tức là chọn những cái vùng hồi nãy mà các bạn quét á, thì nó sẽ ra select on. Rồi sau đó chúng ta sẽ export. Export tới đây nè. Các bạn sẽ thấy các bạn bấm ok. Rồi sau đó các bạn ra lại cái chỗ nơi lưu của các bạn mở lên lại các bạn coi nha. Đây cạc email. Rồi ở đây. Rồi bây giờ nhiệm vụ của các bạn là mình sẽ gửi lại cho một khách hàng sau khi xem xét xong hết một phần chính tả rồi xong hết. Rồi mình sẽ gửi lại cho khách hàng một lần nữa để khách hàng duyệt file. Coi thử khách hàng có cần chỉnh gì nữa hay không. Nếu mà cần chỉnh nữa thì mình với khách hàng sẽ cùng chỉnh lại sao cho nó hoàn thiện một cái cạc visit. Nếu khách hàng ok rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu gửi đi in. Sẽ chuyển qua bên nhà in chúng ta in. Rồi đó là toàn bộ những cái cách mà mình hay làm cho visit cho khách hàng. Mình làm cho visit mình làm là những cách và thiết kế mình làm cho nhanh. Nghĩ là các bạn nên, ví dụ như là khi mà mình làm xong cái mình khi thiết kế cả logic, các bạn nên xử lý thông tin trước, xử lý thông tin trước sau đó các bạn mới chọn lựa background để chúng ta đưa cái những thông tin vào và chúng ta điều chỉnh sao cho nó phù hợp với cái background, thì nó mình nghĩ nó sẽ nhanh hơn. Thì đó là mình đứng đề xa cho các bạn thấy là những cái cách mà mình nhận cảm xúc của khách hàng và mình đề xa cho khách hàng như thế nào. Hoặc là các bạn nào mới thì các bạn có thể, nếu mà khách hàng không yêu cầu mà thiết kế theo cái cạm viết cũ thì các bạn có thể lên mạng các bạn download những cái file vector Corel mà những anh chị ở trên mạng chia sẻ, chúng ta có thể về chúng ta thấy cạm viết nào đẹp chúng ta về chúng ta sẽ điều chỉnh lại và chúng ta thiết kế lại cho khách hàng. Rồi video của mình tới đây là kết thúc, hy vọng nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn mới và các bạn có thể biết cách được làm như thế nào để thiết kế một cái cạm zip và kích thước cạm zip như thế nào, để làm như thế nào, những quy trình như thế nào để làm với khách hàng cho nó thuận tiện và nó hiệu quả nhất. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy like video và hãy, nếu mà thấy hay nữa thì các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng theo dõi. Và các bạn nào mới ghé qua kênh Panel Official thì các bạn hãy cố gắng đăng ký kênh giúp mình và nhấn vào biểu tượng ba chuông khi mình chia sẻ những video về lĩnh vực photography và in ấn thì các bạn có thể nhận được thông báo và theo dõi những video của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả và thật là nhiều khách. Bye bye.